thực tập sinh Việt Nam bị bắt do bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại. Ngày 4 tháng 9, một thực tập sinh người Việt đã bị cảnh sát Nhật bắt giữ do bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại khiến một người chết và một người bị thương nặng tại tỉnh Ibaraki. Nghi phạm tên Nguyễn Tiến Hải, 21 tuổi, bắt đầu sang Nhật làm việc từ tháng 10 năm 2018. Hải sống trong một căn hộ cách hiện trường vụ án khoảng 2 km. Theo điều tra của cảnh sát Nhật Bản, Hải đã công nhận mình có mua một con dao tại siêu thị. Tuy nhiên, hiện tại nghi phạm vẫn phủ nhận liên quan đến vụ sát hại trên. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Vụ án đã làm không khí lo lắng bao trùm khắp vùng quê Yên Bình này. Một cụ bà trên 70 tuổi sống cạnh khu vực cho biết, nhiều nhà trong khu vực này thường không khóa cửa. Nhưng sau vụ án này, chúng tôi bắt đầu chú ý hơn đến việc khóa cửa. Như vậy, lại có thêm một vụ án nghiêm trọng có liên quan đến người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản. Những vụ án như thế này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của người Việt Nam trong mắt người Nhật, mà còn thu hẹp cơ hội của những bạn muốn sang Nhật trong tương lai.